Vâng, xin chào anh em nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã quay trở lại với kênh Giải trí Võ Lâm 2. Và hiện tại thì Long đang đứng ở bên ông Phi Hổ anh em ạ. Phi Hổ và đang cầm trên tay một em Minh Giáo Trận Binh Nam tiêu chuẩn rất là đẹp roi các bạn ạ. Và bạn ấy đang ở cảnh giới Võ Thánh. Đấy, cảnh giới Võ Thánh và thừa ra 15k điểm chiến phí này. Đây là kinh mạch của bạn ấy. Ác này đang ở bên Phi Hổ, cảnh giới Võ Thánh, anh em xem kích mạch chân khí của bạn ấy. Và hôm nay thì cái ác này sẽ bay cao bay xa cùng anh em. Ác này chắc là rất rẻ thôi, rẻ ơi là rẻ các bạn. Thì giới thiệu cho các bạn biết luôn, đây là một em Minh Giáo Trận Binh tài sinh 9 cấp 94 cảnh giới Võ Thánh, với lón này, áo này, quần này, bút này, đây cái bút các bạn. Và lón thì ẩn huyết, bạn ấy ép xuất chiêu đấy. Đấy, ép tăng hết tốc độ xuất chiêu để đi phó bản cho nó nhanh, hoặc là đi đam BK cho nó nhanh. Và cái áo thì là cũng ẩn huyết cộng 7 đấy, lón áo quần đều cộng 7, bạn ấy ép đá 5 này, sức mạnh tăng 34 này, quần hòa hiệp vô họa này. Đấy. Sức mạnh tăng 22 và 28, đá 3 và đá 4. Cặp ngọc thì hòa hiệp bội thường. Đấy, anh em có thể xem. Đấy, cặp ngọc hòa hiệp thường và đã có chỗ khảm đá và có chỗ chưa đục nỗ. Đấy, nói chung là cả hai cái đều đục và khảm cả hai. Đặc biệt quan trọng nhất là cái bút các bạn, đây là bút hào hiệp vô hạ với cái dòng ngoại công tăng 15, bạo kích tăng 30, giảm ngoại phòng đối phương 18%. Và bạn đang ở tín vật cấp 5 và cái bút này cộng 13, đam cũng khá là cao. Vậy bên cạnh đó thì là bạn có một cái set văn sức không đồng đều, nói chung là cấp 1. Đấy, nói chung là đeo vào cho nó đam cho nó khỏe hơn, châm hơn. Ác này bán mà, chủ nhân có cái đồ như thế nào thì nó có như thế thôi. Và đặc biệt quan trọng nhất ở đây là nó có một cái bét gấu lưng đỏ các bạn. Gấu lưng đỏ phá địch cho chủ nhân là 100 và tăng tốc độ xuất chiêu 4%. Đấy, và đã chiếm hết tư chất rồi, bet 6 với tư chất là 75, còn có cái tăng phá địch cho chủ nhân 100%, gọi là 100 đấy các bạn. Giờ hiện tại con bet ngon nhất là 150. Đấy, ai mua được con bet nào 150 thì nó có rất là giá trị các bạn. Còn và con này thì cũng là giá trị rồi. Rất là nhiều người mơ ước có quyển phá địch 100 mà chưa có đấy. Không phải nói xấu, không phải nói mình. Và mình cũng mơ ước ấy. Thật ra là cũng nói mình, mình chưa có con bet như này. Về kim xà thì kim xà 5 đấy. Quỷ phù cấp 5 sao. Quỷ phù chưa mở quá, chưa dưỡng thành đấy. Tất cả đều chưa dưỡng thành và đều cộng 9 hết. Chắc ác này bạn ấy mới cày sự kiện về sách thì bạn đang có 3 phục lục và 9 thành và đang trên đường con đường 9 cấp các bạn. Và cái dòng cuối cùng của bạn ấy khá là cao, 97% hỗ trợ phòng ngự tăng 97%. Đấy, nói chung là được có 3 phục lục và lăng ba thì vi bộ thì 10 thanh. Đồ đạc thì mật tịch thì bạn cũng có các mật tịch búp này đấy, tử hà chiêm y đấy. Tất cả đều 10 thanh hết, nhưng mà những cái này thì chủ yếu là búp thôi. Bạn kiểu chuyển rất là nhiều. Ác này xem có, ôi tủ quần áo của nhỏ của bạn ấy rất là nhiều ngoại trang này. Đấy, cả tiềm long này,
đấy đấy, rất là nhiều đây, rất là nhiều anh em mua về có thể là thay đổi đấy. Và xem bạn có ổn ninh chưa, có ổn ninh cấp 7 các bạn, bạn ấy chưa có ổn ninh cấp 7. Long thử lấy một cái ra này. Đấy, chưa có ổn ninh cấp 7. Hiện tại thì đang dùng ổn ninh cấp 6. Và bạn này chơi bỏ qua phòng ngự đối phương 14%. Bây giờ đa số các phái là đều theo bỏ qua. Vâng, ở đây là kho của bạn đây. Và bạn ấy có 3 phục sinh đơn này. Hiệp nghĩa chi trường thì rất là nhiều các bạn đây. Đấy. Và thông tin ác của chúng ta là hôm nay chỉ có thế thôi các bạn. Đấy. Ác này đang ở bên server Phi Hổ ở cảnh giới Võ Thánh, Thiên Đấu Quyền nhé. À, Minh Giáo Trận Binh cứ mong ước là có được một em Thiên Âm Quyền ở cảnh giới Võ Thánh và Minh Giáo Trận Binh để giúp anh em đi phó bản cho nó nhanh. Ác này thì đi phó bản một mình được rồi đấy, mặc dù đam của nó là có 7k4 đam chưa búp, nhưng mà nếu mà anh em biết đi thì đi thoải mái. Ví dụ như là Long cầm ác này thì Long sẽ kém một dàn tem đi thoải mái luôn, nói chung là cũng được. Ngày xưa ác của Long có 7k mà Long cũng đi được. À, ác này đến 7k4 rồi. À, sắm thêm bộ văn sức cấp 2 nữa này. Đấy, chỉ cần cấp 2 thôi. Bởi vì cấp 3 đổi chắc chắn là khó. Chúng ta chỉ cần bố trí văn sức cấp 2. Và mở văn sức cho nó đến cấp 6 hoặc là... Nói chung là càng cao thì càng tốt, thì cái đấy thì ai cũng muốn rồi. Nhưng mà chúng ta chỉ cần mở đến cấp 3, cấp 4 là chúng ta đi được rồi. Còn bét thì không phải nói rồi. À, tăng sức công phá rồi đấy. Còn ngọc bội thì là chúng ta có thể là sắm để cầm ngọc bội lại được. Nếu mà chúng ta sợ tốn mana thì chúng ta cắm sắm cặp ngọc linh đồ. Cặp ngọc linh đồ có dòng chuyển hóa sát thương thành nội lực hoặc là tiêu hao nội lực 40% chẳng hạn đấy, anh em có thể mua về để đi phó bản cho nó lâu mất nội lực. Và tóm lại cái ác này ra đi với giá bao nhiêu thì là chủ ác thì là chưa PM cho Long thì bảo xem xét ác này bao nhiêu. Thì Long biết cái ác này thì là đầu tư thì là rất là nhiều đúng không ạ, các bạn chơi game nhiều thì các bạn biết rồi, đầu tư rất là nhiều, có khi là một số bạn đầu tư 20-30 củ nhưng mà bán chỉ có vài triệu thôi đấy, rất là khổ thân của những người mà giải nghệ hoặc là không thời gian chơi hoặc là muốn bán ác đấy, đầu tư rất là nhiều mà mỗi lần sự kiện ra thì chúng ta phải đầu tư mất trên 1 triệu rồi đấy, nhỏ nhẹ nhất thì cũng phải là 1m6 đấy cho nó mắc sự kiện, 1m6 mà qua 2 đời sự kiện thôi mất mẹ 3m rồi, 3m là lúc không thành cơm thành cháo thì bán đi thì có triệu hoặc là hơn triệu hoặc là vài trăm chẳng hạn đấy, rất là khổ cho anh em chơi game khi muốn cất bước ra đi từ giã thì ác thì rất là rẻ. Theo các bạn thì ác này định giá bao nhiêu, và nếu các bạn nhớ nha, comment các bạn định giá ác này bao nhiêu, nếu thấy hợp lý thì Long sẽ giao dịch giúp các bạn, bởi vì ác này trắng thông tin nha các bạn nha, các bạn nhớ cho giá nhá. Anh em nào mà đang cần ác đi phó bản thì ác này là cực rẻ đấy, ác này trắng thông tin và Long sẽ cho các bạn ra giá, cho các bạn định giá, nếu mà thấy hợp lý thì sẽ bay ngay các bạn, sẽ bay ngay vì ác này thông tin trắng, rất là dễ giao dịch và thuận tiện cho anh em mua. Anh em mua về tự anh em thay đổi thông tin thoải mái luôn, tự điền thông tin số điện thoại email các thứ hoàn toàn là vằn vào, thành chính chủ của anh em rất là dễ, không cần cầu kỳ như kiểu thay đổi thông tin gì cả.
và cho các bạn định giá và comment bên dưới video. Nếu mà thấy hợp lý thì chủ ác sẽ bay ngay cho các bạn. Vì chủ ác có không, các bạn nhìn này, các bạn nhìn này, đấy, cả một tháng nay giờ mới on. Nếu mà Long không vào cái ác này chắc phải rơi vào vài tháng nữa mới on. Tình hình ác này Long thấy bảo bạn ấy bảo là 3 tháng rồi bạn ấy không chơi đấy, nên bán giá rẻ cho các bạn. Bạn nào mua thì hãy comment và cho ra giá nhé. Long sẽ để ý comment của bạn và giá là hợp lý. Nó cũng bình thường thôi, anh em cứ comment thoải mái, cho các bạn nhận xét rồi các bạn định ra giá hợp lý bay luôn trong ngày hoặc là trong tuần. Ok, bye bye các bạn nhé. Long xin tạm dừng video tại đây.